Xin chào tất cả mọi người nha. Thì sáng hôm nay mình sẽ đi một cung đường mới mọi người. Mình sẽ đi một cung đường mới nha. Tại vì cái đường kia hôm nay kéo mương rồi mọi người. Hôm nay mình sẽ đi đường mới. Đi cái đường phía sau. Đi cái đường phía sau. Chứ đường kia đi không được. Đường phía sau đi bằng cái đường bờ sông đi vô mọi người. Sáng nay nước cũng lớn. Mọi người thấy nước nó đang ọc từ cái ruộng vô ruộng. Vườn nằm tuốt bên kia nha mọi người. Mình đây là cái đường bờ sông nè, mọi lần mình quay á. Lúa hôm nay xanh tươi mát mẻ nè. Bên kia họ cũng đi thăm ruộng. Đường hơi khó đi chứ mà. Lâu lắm rồi mình mới có cái đi lại cái kiểu đường hai bên mà ruộng lúa gì. Hồi nhỏ mình có chứ sau này thì ít. Để người ta đi dặm lúa sớm nè. Trời chứ. Đẹp quá. Đẹp ghê luôn. Đường phía sau nhà mình đang đắp nên là sình không đi không được, lún tới đầu gối rồi, chắc phải 2-3 ngày nữa mới đi được, buộc lòng phải đi bên này, nó hơi xa. Với xe mình sẽ bỏ trên bờ tuốt đằng xa luôn rồi. Thì mình mong à. Ngồi đây chiêu ha mình ha. Đẹp mọi người. Tuyệt vời lắm. Thôi chắc mình tắt video ở đây quá mọi người. Mình sẽ đi bộ từ từ vô. Tại bây giờ mình không có đem gimbal. Mình quay bằng tay không à. Mình đi vô trang trại mình phía đó đó mọi người. Hả? Chứ cầm đi nữa mình quay nó giật giật. Mọi người xem nó sẽ không có hay lắm. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Xin chào tất cả mọi người.